Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Thì ở video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn một cái mẹo nhỏ khi dùng keo 502. Và cái mẹo này thì tôi cũng đã dùng lâu rồi mà cũng rất là hiệu quả. Thì hôm nay tôi cũng sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn cái cách để làm sao chúng ta có thể bóc cái hộp keo 502 này ra. Và chúng ta dùng cho đến khi mà hết cái keo này trong một thời gian dài mà nó cũng không bị khô keo. Đấy. Thì như chúng ta cũng đã biết rằng là khi mà chúng ta dùng keo 502 này, chúng ta đã mở cái hộp này ra để chúng ta sử dụng và chúng ta dán ít hay dán nhiều thì sau khoảng tầm 2 3 tuần sau thì keo nó sẽ bị khô và nó sẽ bị đặc lại và chúng ta không thể dùng tiếp được nữa mà lại phải mua một lọ mới. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn cái cách làm thế nào để chúng ta có thể um, sử dụng được cái lọ keo này cho đến khi hết mà vẫn không bị khô nhé. Thường thì sau khi mà các bạn mua mới một lọ keo này về và các bạn sẽ mở chiếc ống này ra và các bạn sẽ dùng dao để các bạn cắt một đường để chúng ta sử dụng. Tuy nhiên là tôi thì tôi sẽ không cắt cái đường đầu này ra đấy mà tôi vẫn để nguyên cái ống như thế này và tôi sẽ vặn cái phần uh, thân dưới này đấy như các bạn xem này loại keo đã được mở ra rồi đấy và tôi sẽ dùng một cái đầu uh, tô vít hay là một cái gì ở đây này các bạn nhìn thấy rằng là cái đầu tô vít này của tôi cũng đang còn dính rất là nhiều keo đấy vì tôi thường dùng cái đầu này thì tôi chấm vào bên trong và tôi sẽ sử dụng và sau khi tôi sử dụng xong thì tôi lại vặn tôi lại vặn vào đấy thế là xong thôi đấy các bạn thấy có đơn giản không ạ ừ, tuy nhiên rằng là tôi nghĩ rằng là sẽ có nhiều người chưa biết đến mẹo này à, chính vì thế cho nên là hôm nay tôi cũng um, chia sẻ một mẹo nhỏ này với um, quý vị và các bạn để những ai mà chưa biết thì có thể sử dụng và những ai biết rồi thì uh, cũng um, xem để vui thôi Đấy và bây giờ tôi cũng sẽ mở cái lọ keo này ra. Đây là lọ keo tôi dùng gần hết đến nơi rồi. Nhưng mà tôi vẫn chưa hề uh, cắt cái đầu ống để sử dụng. Mà tôi cũng sẽ vặn. Đấy tuy nhiên rằng là sau khoảng một thời gian mà các bạn dùng rồi á thì cái phần này nó keo nó dính rất là chặt. Tôi phải dùng một cái kìm như này. tôi phải dùng một cái kìm để tôi vặn nó ra đấy đấy như các bạn xem này đấy phần trên phía ống vẫn đang còn nguyên như mới mua và phần dưới thì kèo cũng rất là lỏng đấy và sau khi tôi dùng xong thì tôi cũng sẽ vặn vào và các bạn lưu ý rằng là khi chúng ta sử dụng như thế này thì chúng ta hãy dựng đứng lọ keo lên nhé chúng ta đừng để nằm xuống vì khi khi các bạn để nằm ấy là cái phần keo này nó sẽ uh, lên cái phần phía trên này thì khi chúng ta mở ra cũng uh, rất là khó uh, và video của tôi thì xin tạm dừng tại đây uh, xin um, cảm ơn quý vị và các bạn trong thời gian qua đã theo dõi cũng như là ủng hộ kênh của tôi